Chào anh em nhá, này là mình đây, Trailer Michael. Thì hôm nay á, mình làm một cái video tiếp theo trong cái chuỗi những cái video về bàn luận về giao dịch, về trading. Thì hôm nay thì chủ đề của video là không có bữa trưa miễn phí trong trading. Chắc là có nhiều bạn đã nghe qua cái câu này rồi đúng không? Câu này là nguồn gốc của nó là theo mình biết đấy là từ ông Rockefeller, trong một bức thư ông Rockefeller tỷ phú giàu giàu mỏ của Mỹ ấy. Ông ấy viết thư ông gửi cho con trai của ông đấy, thì ông ấy có một cái chương nói về cái không có bữa trưa miễn phí. Thì các bạn nào mà tò mò và tìm hiểu về những cái bức thư mà Rockefeller gửi con trai ấy, thì các bạn có thể lên YouTube để gõ để tìm, hình như là 38 bức thư hay là 39 bức thư gì đấy. Ông đấy là ông trùm tài chính mà đúng không, trùm về đầu tư kinh doanh đúng không? Tại sao ông đấy nói với con trai ông đấy một cái câu là không có bữa trưa miễn phí trên thị trường tài chính? Thì hôm nay mình sẽ bàn luận về cái câu này và nó áp dụng vào trong trading là như thế nào. Thì như những cái tư duy giao dịch của mình ấy, là thị trường là luôn luôn vận hành theo một cái nguyên tắc là nó sẽ đi lấy tiền của đám đông để hút vào một cái túi của số ít những người tạo lập ra thị trường, những người thợ săn, những người mình còn gọi là thú ăn thịt đấy, thì là tiền sẽ rơi vào túi họ. Thì có phải là họ chỉ quan tâm đến tiền đúng không? Thì khi mà họ nhìn cái góc nhìn của họ vào thị trường ấy, họ nhìn về thị trường ấy, thì họ sẽ nhìn thấy là hiện nay đang tiền là đang ở đâu trên thị trường. Tại vì nếu mà họ phải biết tiền đang ở đâu đúng không? Họ xác định được cái tiền đang ở cái khu vực nào, vùng nào, thì họ mới có thể là đến đấy họ nhặt tiền đúng không? Ai cũng hiểu đơn giản như vậy đúng không? Đây là một cái rất là đơn giản mà ai có thể hiểu được. Vậy nên là cái vấn đề đầu tiên là mình phải xác định được tiền hiện tại là ai đang nắm giữ tiền, ai đang có lợi nhuận trên thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Khi mình đặt lệnh mua bán thì mình phải biết là hiện tại là ai đang có lợi thế, ai đang thắng, ai đang có tiền. Đây là mình, nếu mà mình đặt mình nhá vào góc nhìn của nhà nhà tạo lập thị trường nhé, những người thợ săn nhé, thì họ sẽ phải nhìn thấy hiện tại bây giờ ai đang là người có tiền, ai đang là người đang chịu đau đớn, chịu cái nỗi đau là mất tiền trong thời điểm hiện tại. Ai đang có tiền thì người đấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của đường giá. Tại vì là tham gia thị trường này có thể là lúc bạn giao dịch theo đúng cái xu hướng thì bạn đang có lợi nhuận, thế là bạn đang nắm giữ một số tiền đúng không? Mà khi bạn vào lệnh thì bạn sẽ đặt những cái lệnh stop đúng không, lệnh dừng, lệnh 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 chốt cắt lỗ ấy, khi mà giá nó đi ngược lại vị thế của bạn. Thì những cái lệnh stop đấy theo cái góc nhìn của mình ấy, đó chính là tiền, money. Mà nhiều người và một đám đông mà đặt những cái lệnh stop ở những cái vùng mà quan trọng, những cái vùng nhất định đúng không, thì ở đó những cái vùng đấy là tập trung rất nhiều tiền, mà nhà cái thì họ sẽ quan tâm đến cái số tiền đấy của bạn, của đám đông. Họ sẽ dùng mọi cách để đến được những cái vùng như vậy để lấy tiền. Sau đấy thì họ làm gì thì đấy là những tiếp theo đúng không, mình không thể biết được. Nhưng mình chắc chắn với bạn một điều là họ sẽ phải quay lại những cái vùng mà đám đông là đặt rất nhiều tiền để họ lấy tiền của đám đông, để họ chuyển tiền của đám đông vào túi của họ mà. Thì đấy, vì đấy chính là mục đích của cái game này, thì mới có câu là không có bữa trưa miễn phí đúng không? Có nghĩa là khi bạn đi vào một nhà hàng đi, nhà hàng hàng đấy bên ngoài thì nó sẽ dán một cái biển là các bạn vào đây ăn hôm nay thì hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà nó sẽ nói rõ là sẽ miễn phí từ giờ nào đến giờ nào. Ví dụ buổi sáng này chúng tôi miễn phí đồ ăn này, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Đấy, các bạn ăn trong giờ đấy thì các bạn được miễn phí. Các bạn hiểu không?
Và nếu mà đến buổi trưa thì tôi sẽ bắt đầu cái phục vụ đồ ăn miễn phí là từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều chẳng hạn. Còn buổi tối thì tôi sẽ phục vụ đồ ăn miễn phí từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối. Đấy là những khoảng thời gian tôi sẽ phục vụ đồ ăn miễn phí cho các bạn. Nếu các bạn mà đến quán của tôi và các bạn ăn trong thời gian đấy thì tôi sẽ không tính tiền bạn. Còn ngoài thời gian đấy ra ấy, thì tôi sẽ tính tiền bạn. Này, các bạn hiểu đơn giản là một cái câu chuyện như vậy. Đúng không? Có nghĩa là nhà hàng ấy chính là market này, chính là thị trường này. Đây là mình đang dùng một cái câu chuyện để ẩn dụ nhé. Nhà hàng thì chính là cái market này. Nó sẽ dán những cái thời gian là các bạn vào giao dịch và các bạn được được tiền miễn phí, free money ấy. Đúng không? Nó sẽ cho bạn những khoảng thời gian này bạn giao dịch, bạn có tiền, kiếm được tiền. Còn ngoài những khoảng thời gian đấy ra thì nó không đảm bảo cái việc là các bạn sẽ kiếm được tiền. Bạn có thể mất tiền chứ. Còn cái người đến ăn ấy, người đến ăn trong nhà hàng đấy chính là chúng ta. Chúng ta là những con mồi đúng không? Là trader đúng không? Tất cả những người tham gia thị trường thì là đều đến muốn có ăn thì phải đến cái thị trường đấy để ăn cái bữa đấy. Bữa ăn thì có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Thì bữa sáng ấy thì từ như mình nói 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng đúng không? Thì đấy chính là phiên Á, phiên London ấy, là phiên Tokyo, họ giao dịch trong thời gian đấy. Còn bữa trưa thì sẽ từ 2 giờ đến 5 giờ. Thì bữa đấy là phiên Âu, phiên London mở cửa thì sẽ giao dịch trong phiên đấy. Thì tùy nhu cầu của mỗi người thì họ sẽ thích ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối. Ăn tối thì sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ. Thì đấy là cái thời gian của phiên Mỹ giao dịch. Các bạn hiểu không? Mình dùng một câu chuyện ẩn dụ để nói về cái thị trường này. Nếu mà thuận lợi đúng không? Mình giao dịch trong hoặc là mình giao dịch trong cái phiên giao dịch đấy, hoặc là mình ăn được ăn free trong cái bữa đấy. Khi mình ăn no thì mình nên rời cái bàn của mình. Rời bàn và ra về, rời cửa hàng, ra về. Đúng không? Say goodbye. Và hôm sau mình lại đói thì mình lại đến ăn. Đúng không? Còn có những cái người mà gọi là mình gọi là những người ăn mà ăn theo cái mức kiểu là tham lam ấy, là họ sẽ ngồi lại cái bàn của họ tại cái nhà hàng mà nó nhà hàng mà cho ăn miễn phí ấy. Họ sẽ ngồi từ phiên phiên Á sang phiên Âu sang phiên Mỹ đúng không? Để họ có thể là họ nghĩ là cứ ngồi lại lâu thì họ sẽ ăn được nhiều đúng không? Thì có thể là họ đúng đúng không? Và có thể họ sai. Họ sai, nếu mà họ sai, họ đúng họ sẽ được ăn nhiều, còn họ sai thì họ sẽ phải, mình nói hơi một chút nghiêm trọng đúng không? Hơi ghê một chút là họ sẽ phải lôn ra những cái gì họ ăn. Đúng không? Ví dụ ăn từ sáng đi. Sau này đến chiều mà tiếp tục ăn. Ăn no bụng rồi. Nhưng mà khi mà thị trường nó hết giờ rồi, nó tính phí chẳng hạn, thì lúc đấy là bạn sẽ phải lôn ra những gì bạn đã ăn. Thậm chí bạn sẽ phải trả nhiều hơn những cái thứ mà bạn nghĩ mà bạn đã kiếm được đúng không? Bạn sẽ phải trả nhiều hơn bằng cái số vốn của bạn trong tài khoản của bạn. Bạn cứ thử dành thời gian bạn suy nghĩ kỹ về những cái gì rồi mình nói xem có đúng không. Có khi á buổi sáng bạn giao dịch bạn có lợi nhuận đúng không? Bạn giao dịch vàng đi, trong phiên Á có lợi nhuận. Tiếp tục là bạn theo dục phiên Âu, bạn lại có lợi nhuận đúng không? Nhưng mà trong phiên Á, phiên Âu ấy, bạn giao dịch theo hệ thống của bạn đúng không? Bạn bình thường bạn chỉ giao dịch có 0,05 lót thôi vàng đi ạ. Ok, bạn có lợi nhuận cho cả phiên Á, phiên Âu. Bạn bán xuống đi, nó xu hướng thị trường đang đi xuống và bạn giao dịch theo xu hướng, bạn bán, bạn có lợi nhuận. Nhưng mà sang phiên Mỹ ấy, tại vì bạn nghĩ bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận mà đúng không? Hôm nay một nếu mà bạn có một cái tư duy là giao dịch theo kiểu là đỏ đen đúng không? Bạn nghĩ hôm nay bạn đỏ à, thì bạn sang bên Mỹ bạn giao dịch. Thì lúc đấy bạn tăng cái khối lượng bạn giao dịch lên gấp đôi. Tại vì bạn nghĩ bạn đang trong thế thắng mà đúng không? Bạn tăng lên là từ bạn đang giao dịch là 0,05 lót.
thì bạn giao dịch 0,1 nó, 0,2 nó trong bên Mỹ. Mà phiên A, phiên Âu bạn đang bán xuống đúng không? Bạn thấy bạn có lợi nhuận thì cái bản thân bạn ấy tự tự chứng minh cho bạn những cái bằng chứng trên thị trường là trong phiên Mỹ là bạn cũng vẫn muốn bán xuống để có lợi nhuận đúng không? Tại vì điều đấy xảy ra 2 lần rồi, phiên Á là 1 lần rồi, phiên Âu 1 lần rồi, bây giờ phiên Mỹ nó là cũng xảy ra thôi. Tại vì có người họ nghĩ là cái gì mà xảy ra 2 lần rồi sẽ xảy ra lần thứ ba đúng không? Thì vào phiên Mỹ bạn bán với cái khối lượng gấp đôi, gấp ba cái khối lượng mà đã giao dịch ở trong phiên Á, phiên Âu, nhưng mà trong phiên Mỹ nó không, giá lại không đi như vậy, nó lại tăng trở lại. Thì ví dụ nhé, buổi sáng và buổi chiều đi, mình lấy ví dụ thì bạn đang lãi được 200 đô, nhưng mà khi đến phiên Mỹ đúng không, bạn giao dịch thì bạn lại lỗ ngược 250 đô, 300 đô. Thì có phải tất cả những cái khoản lợi nhuận của bạn đã tạo được từ phiên Á sang phiên Âu thì nó bốc bốc hơi hết đúng không, bay màu hết đúng không, thậm chí bạn còn bị lỗ ngược đúng không? Đấy, thì đấy chính là không có bữa trưa miễn phí ấy. Khi mà bạn ăn cảm thấy bạn no rồi, bạn đủ rồi thì bạn nên rời bàn, bạn ra về, hôm sau bạn có thể quay lại thị trường để bạn giao dịch, bạn ăn tiếp, chứ bạn không nên ở trong thị trường này quá lâu. Tại vì bạn càng ở trong thị trường này thời gian càng lâu thì cái rủi ro nó, cái xác suất mà bạn bị thua và thua lỗ và rủi ro nó càng tăng lên đúng không? Các bạn nên nhớ nhé, ở trong thị trường càng lâu thì cái rủi ro càng lớn và cái xác suất bạn bị thua cũng càng cao. Nhưng mà bạn có hiểu không? Thị trường này nó giống như một cái casino ấy, cái sòng bạc ấy đúng không? Nếu mà bạn tìm hiểu về casino ấy thì bạn sẽ biết là trong các casino ấy thì họ sẽ thường là họ sẽ không treo đồng hồ. Tại sao họ lại không treo đồng hồ? Để họ muốn là những người chơi trong cái sòng bạc của họ ấy là không có biết về thời gian. Ok, là bạn bảo là có mang điện thoại đúng không? Có mang đồng hồ đeo tay đúng không? Ok. Thì đấy là việc của bạn đúng không? Nhưng mà họ vẫn không treo những cái đồng hồ lớn để báo cái thời gian đúng không? Thì mục đích của họ là gì? Mục đích của họ để bạn đắm chìm trong cái sòng bạc đấy, để bạn quên đi thực tại, mà quên đi thời gian, bạn không có biết là bạn đã chơi được bao lâu rồi đúng không? Nên là có những người mà vào sòng bạc ấy, họ có thể chơi trong vòng 1 ngày, nửa ngày, vài ngày. Đấy là chuyện bình thường. Và hầu hết những người mà chơi thời gian dài ấy, thì họ sẽ thua lỗ tất cả những số tiền mà họ nghĩ là họ kiếm được trong, ví dụ đi, họ vào sòng bạc họ chơi đi, mà trong 2 tiếng đầu tiên họ thắng đúng không? Họ nghĩ họ hôm nay họ đỏ rồi, họ tiếp tục chơi tiếp, thì họ chơi đến nửa ngày, 12 tiếng thì gần như là họ sẽ thua hết toàn bộ số tiền họ kiếm được ban đầu trong 2 tiếng đầu tiên. Có thể số tiền đấy là rất lớn nhé, nhưng họ sẽ đốt sạch cái số tiền đấy, thậm chí họ sẽ thua thêm. Và họ có thể là sẽ phải vay nợ đúng không? Vay sòng bạc đấy. Hoặc họ có thể là vay bạn bè của họ đúng không? Họ vay tiền bên ngoài để họ tiếp tục họ chơi giao dịch tiếp, họ đánh bạc tiếp. Và cái kết cục này thì họ sẽ thua hết thôi. Theo thời gian thì rủi ro nó càng nhiều mà. Mấy cả khi mà mình chơi bài đúng không? Đánh bạc đúng không? Giao dịch đúng không? Mà bạn càng ngồi lâu ấy thì cái tâm trí của bạn nó sẽ càng không có cái sự suy nghĩ một cách logic nữa. Thì tại vì theo nghiên cứu ấy, mình học được là con người ấy chỉ có thể là một trong một ngày ấy, chỉ có thể đưa ra khoảng tối đa là hợp lý nhất ấy, là chỉ có 2 quyết định chính xác thôi. Bạn thử nghĩ xem, nếu mà một ngày mà bạn chỉ có thể đưa ra 2 quyết định ra chính xác đúng không, trong giao dịch đúng không, có nghĩa là mình mua, mình biết là mình mua đúng điểm rồi đấy, mình có lợi nhuận đúng không, hoặc mình bán là mình có thể bán được đúng cái điểm mà mình có lợi nhuận. Nhưng mà chỉ có 2 cái giao dịch thôi nhé. Còn nếu mà giao dịch đến giao dịch thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu ấy, thì mình không đảm bảo là những cái giao dịch đấy là đem về lợi nhuận cho bạn đâu. Mà cái theo nghiên cứu thì những cái giao dịch mà từ 2 giao dịch trở lên trong một ngày ấy, thì nó dẫn đến là thua lỗ nhiều hơn. Đây là có thống kê nhé, và đã có những người nghiên cứu về cái chủ đề này rồi ấy, thì mình mới mới dùng những cái thông tin này để nói cho các bạn. Những cái điều mà mình nói cho các bạn ấy thì là đều những cái thông tin chính xác mà mình đã xác thực rồi thì mình mới nói với cho các bạn. Còn những cái điều thì mình không chắc chắn, mình không biết thì mình không bao giờ mình nói cho các bạn.
để các bạn có những cái thông tin sai lầm, đúng không? Đây, nhà cái thì họ muốn 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 thao túng tâm lý thời gian của mình, họ muốn mình tham gia thị trường giao dịch càng lâu càng tốt, ngồi lại cái nhà hàng của họ càng lâu càng tốt, ăn càng nhiều càng tốt. Nhưng có phải như vậy không? Ok, là họ muốn trong những cái điều mình nói thì là đúng, là họ muốn muốn bạn ngồi lại nhà hàng của họ càng lâu càng tốt. Họ muốn, còn cái câu mà họ muốn bạn ăn càng nhiều càng tốt đấy, thì cái câu đấy là không phải là sự thật. Mà họ muốn là bạn ngồi lại nhà hàng của họ càng lâu càng tốt, bạn tiêu càng tiền, nhiều tiền càng tốt, tiêu tiền để cửa hàng của họ càng nhiều càng tốt, bạn mất càng tiền càng nhiều càng tốt. Đấy, tại vì bạn chỉ khi bạn mất tiền thì họ mới kiếm được tiền, đúng không? Thì sòng bài casino hay là trading này nó cũng giống như nhau thôi. Cái quy luật của trò chơi nó là giống nhau. Quy luật của trò chơi là không có bữa trưa miễn phí. Đấy chính là cái chủ đề của cái video ngày hôm nay. Thì ví dụ đi, mình có thể lấy ví dụ cho các bạn thực tế trong thị trường cái tư duy, cái áp dụng cái đấy như thế nào nhé. Ví dụ hôm nay là thứ năm, đúng thứ năm ngày 16 tháng 2 đúng không? Hôm qua thứ tư nhé, 15 tháng 2, thì thị trường nó dùng cái tư duy ấy mà không có bữa trưa miễn phí để nó lấy lại tiền của những nhà giao dịch trong ngày như thế nào. Đây phiên Hà đúng không? Đây là buổi sáng thứ tư này. Mình thì dùng hệ thống của mình nó báo cho mình biết là cái phiên giao dịch hiện tại đang là phiên nào, đúng không? Bao giờ cái phiên giao dịch này nó kết thúc. Giống kiểu nó báo cho mình biết là cái giờ ăn là giờ nào ấy. Bao giờ giờ ăn nên kết thúc, giờ ăn miễn phí. Đúng không? Thì các bạn thì nhìn thấy này. Hôm thứ tư đấy nhá. Là bắt đầu từ 18 giờ. Cái phiên giao dịch con vàng ấy. Đây là giờ Mỹ nhá, còn giờ Việt Nam là 6 giờ sáng đúng không? Nó bắt đầu. Thì các bạn thấy không? Giá nó đẩy lên, thị trường nó đang đẩy giá lên. Cái này là không phải là cá nhân có thể đẩy được giá nha nhé. Tất cả những cái đường giá nó di chuyển này là đều là do cái nhà tạo lập họ làm việc. Họ đẩy giá lên để làm gì? Đẩy giá lên để họ bắt, họ quét stop ấy, họ lấy tiền. Tại vì khi mà cái phiên giao dịch kết thúc nhé, thì họ sẽ biết được là hiện tại bây giờ ai đang là người có lợi nhuận đúng không? Ai đang là người thua lỗ trên thị trường đúng không? Thì các bạn là nhìn này, khi mà phiên giao dịch kết thúc nhé, thì có phải những người mà bán ở cái vùng đỉnh này đúng không? Của hôm tối thứ ba đấy là 18, vùng 1858 đúng không? Nếu có những người sẽ bán được ngay đỉnh này thì họ đang có lợi nhuận đúng không? Và có những người mua ở đáy của cái phiên phiên Mỹ này, mua vùng 1843 đấy, 1843, 1843.8 là đang có lợi nhuận đúng không? Các bạn để ý những vùng này nhé. Đây mình sẽ khoanh vào đây. Cái vùng này nó có lợi nhuận này đúng không? Những ông vào mua được ở đây đúng không? Và những ông bán ở đây có lợi nhuận đúng không? Thì buổi sáng hôm thứ tư nó làm cái đường giá làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Là giá nó đẩy cao lên đúng không? Đẩy cao lên để lấy tiền của những ông này. Tại vì những ông bán ở cái vùng này này, thì họ sẽ đặt cái lệnh stop trên ngay trên vùng này, hoặc là một chút trên cái vùng này đúng không? Thì có phải là tiền ở đây không? Money ở đây không? Money ở đây không? Những ông mua đang có lợi nhuận không? Những ông bán là lợi nhuận đúng không? Thì nó quay lên nó lấy tiền ở những ông này. Chứ có phải là không có bữa trưa miễn phí không? Những người mà bán ở trên cái vùng này mà không chốt lời nhá, qua đêm nhá, sáng hôm sau chốt lời đúng không? Ngủ dậy đúng không? Là sẽ mất tiền đúng không? Về mò luôn. Theo cách mình nói là về mò ấy, bị mất tiền đúng không? Thì sau khi nó lên nó lấy tiền những này rồi làm gì, giá nó sẽ quay đầu giảm đúng không? Làm để làm gì? Để nó quay về nó bắt những cái người mà đây, những người này chính những người mà mua ở giờ, phiên sáng này đúng không? Vừa thị trường vừa mở cửa họ mua lên đúng không? Họ nghĩ là giá tăng đúng không? Họ trong đầu họ nó không có cái định nghĩa về tiền đang ở đâu đúng không? Họ không hiểu cái tư duy đấy nên họ sẽ mua theo cái xu hướng đang là tăng đúng không? Đây là đáy này, đây là đỉnh này, đi ngang này, tăng lên đúng không? Thì họ sẽ mua ở đây thì đợi kỳ vọng giá tăng lên, thì đúng là giá tăng lên đúng không? Nhưng mà tăng lên đây đúng không? Từ 1853 tăng lên 1859, 6 năm 6 giá ở đấy mà không chốt lời đúng không? Giá quay trở lại. Lại lấy tiền của những người này.
Thì có phải là nếu mà bạn đang thị trường mua ở đây đúng không, thì bạn sẽ đặt stop loss ngay dưới đây đúng không, thì giá nó quay lại nó hit stop của bạn thôi, nó lấy tiền của bạn đúng không, thế là xong đúng không, không dừng lại ở đấy đúng không, giá tiếp tục nó đi xuống, đi xuống để làm gì, để nó bắt những cái người mà mua ở đây này đấy. Mua ở đây này đúng không, mà nó phải cần một thời gian đúng không các bạn, đấy thì những người mua ở đây là hết tiền, nếu mà không chốt lời đúng không, thì có phải là những cái tiền ở đây nó bị hút, bị cái nhà lập họ hệ thu đúng không, tiền đây cũng bị thu đúng không, tiền ở đây cũng bị thu này. Đấy là tại vì sao mình nói là không có bữa trưa miễn phí là như vậy đúng không, ngoài cái thời gian mà nhà cái nhà hàng đấy đúng không, nó cho bạn ăn miễn phí, thì ngoài thời gian đấy thì nó có thể làm bất cứ việc gì mà nó muốn, nó phục vụ một bữa bạn bữa ăn miễn phí rồi, nhưng mà bạn không biết cách ăn và bạn không biết khi nào bạn nên dừng ăn đúng không, thì bạn sẽ mất tiền thôi, cái điều đấy là điều chắc chắn, tại vì thị trường này nó vận hành theo cái quy luật như vậy. Đây là buổi sáng thứ ba nhé, đấy sau khi mà nó lấy tiền của những cái ông mà mua ở đáy ở cái phiên Mỹ hôm thứ ba này, buổi thứ tư thì nó hoạt động như vậy đúng không, sang buổi chiều thứ tư đi, đây là phiên Âu mở cửa này, giá tiếp tục giảm này đúng không, thì khi mà tư duy của mình ấy thì mình nghĩ là khi mà giá nó giảm như này thì là ai đang có tiền, ai đang có lợi thế trên thị trường đúng không, thì có phải những người mua đúng không, những người bán đang bán trên thị trường có lợi thế đúng không, thị trường đang chứng minh là những người bán đang có lợi thế, đây có những người bán ở đây đúng không, đấy vùng này này, đấy là sẽ có những người rất nhiều người bán ở đây vùng này đúng không, và họ đang có lợi thế, họ đang có tiền đúng không, đây có những người mà bán ở phiên ngay ở phiên phiên đầu này, những người này cũng là đang có tiền này đúng không, lệnh stop của họ đang trên đấy mà, thì theo bạn thì những người đang có lợi thế đúng không, để phiên Mỹ làm sao, phiên Mỹ hôm qua tối qua mà có tin, cho nói chung là trong tuần này có rất nhiều tin, thường là 8:30 là có tin này, giá nó phá xuống đấy. Các bạn để ý nhé, khi mà nó cuối phiên Âu này đúng không, giá nó tạo cái đáy rồi nó đi ngang đúng không, nó đẩy lên đây, còn khi có tin cái là giá nó hôm qua tin nó giật hai đầu luôn, giật xuống để quét những cái ông có tiền ở đây đúng không, mua lên đây đúng không, đấy, những ông này chết rồi này, sau đó lại giật tiếp lên này, cái cây này tiếp theo 10 năm giật tiếp lên để bắt những cái ông này này, nhưng mà mua bán theo cái nghĩ thị trường đi ngang đúng không, cứ khi nào giá chạm cái vùng trên là bán xuống, chạm dưới mua lên đúng không, thì ông con này bị quét đúng không, nó nên lấy tiền này ấy. Thì có phải là thị trường này nào, các bạn ngẫm cái câu đấy mình cho mình nhé, không có bữa trưa miễn phí đúng không, nó vận hành chưa, các bạn thấy chưa, mua lên đúng không mà không chốt đúng không, chết, đây là mua lên từ, ví dụ mua lên từ 1832.5 lên 1837.5 đấy, năm giá rồi đúng không, không chốt chết, quay lại lấy tiền bán xuống đúng không, năm giá được năm giá không chốt cũng hoảng đấy, rồi thị trường làm gì trong cái phiên Mỹ nhá, các bạn thấy không, có những người mua được ngay cái dầu cái tin tức này này, này có tiền đúng không, có lợi thế đúng không, giá nó quay lên đúng không mà không chốt đúng không, nó quay lên tầm năm giá thôi rồi nó lại sập, sập ở đây là để nó quét những tiền của những ông này này đúng không, có phải là không có bữa trưa miễn phí không, còn có những người nhá thì sẽ bán được ngay đây luôn, bán ngay vùng này đấy, họ có tiền đúng không, các bạn nghĩ là tại vì khi thị trường đi nó sẽ cho các bạn cái ảo tưởng là cả bán và mua đều có tiền đấy, khi nó quét xong những cái ông mua ở đây không, đây cái cây này cái quét này, quét xong đẩy lên này đúng không, khi mà giá nó đẩy gần đến đây nó không cần phải là đẩy qua cái đỉnh này nhá, thì cũng rất nhiều người mà họ bán được ở những vùng giá tốt như này họ đã thoát hàng rồi đúng không, tại vì nó chỉ dọa giống kiểu là nó đưa một cú đấm lên mặt bạn ấy đúng không, thì bạn phải né thôi đúng không, chứ đâu đâu có thể là bạn đưa cái mặt ra để bạn đỡ được cái cú đấm lên đúng không, thường thì bạn sẽ né bằng cách là cắt thoát lệnh chốt đúng không, để bạn hòa vốn này, ít nhất bạn không bị nổ đúng không, còn bạn nào giữ lệnh đúng không, nó sẽ quay về nó quét luôn
lấy tiền của bạn đúng không? Đấy là phiên Mỹ đúng không? Thế là những người mà bán ở trên đỉnh và mua đây, hiện tại bây giờ những người mua đang mua đáy thì là vẫn đang có lợi nhuận đúng không? Tại vì chưa bị quét mà. Còn những cái vùng này là bị quét rồi này. Đấy. Bị quét này. Đấy, quét quét rồi đúng không? Còn cái nếu mà mua ở đây thì là chưa bị làm sao này. Ok, vẫn ok này, đang có lợi nhuận đúng không? Tiếp tục nhá, đến sáng hôm nay là sáng thứ năm đi. Các bạn để ý mà xem. Giá mở cửa này. 8 6 giờ sáng này, giá đi ngang. Đấy, đi xuống này. Tại sao nó lại phải đi xuống đây? Có những người giao dịch họ mua ở đây, nó quay xuống nó quét này. Quét xong thì sao? Còn lấy tiền không? Cái vùng này cũng quét rồi nhá. Đi lên này. Đi lên này quét, thực sự quét những lệnh stop ở trên này. Trên này có nhiều, rất nhiều stop này. Bị quét này, tại vì bán ở đây mà đặt stop nên có những người có thể đặt ngay trên đầu này, có những người đặt cao hơn vài giá đúng không? Nên nó quét. Đây là cái quét này. Nên quét đúng không? Có những người đã đang có, các bạn nhìn về quá khứ nè, các bạn thấy nè. Có những người đang có lợi nhuận ở giao phiên giao dịch phiên Âu đúng không? Đấy. Thì khi giá nó đẩy ngược lên đây này, đúng không? Thì có phải rất nhiều người cũng sợ hãi để thoát đúng không? Thế là gần như những cái người mà đặt stop hoặc là đang có lệnh mà bán ở đây thì cũng thoát hàng đúng không? Nó chỉ cần dọa thôi, dọa dẫm thôi mà. Có những lúc thì nó phá lên luôn như này đúng không? Đấy, để quét những cái stop này. Nhưng có những lúc nó chỉ cần đây, đây là cái đỉnh cao nhất đúng không? Đấy, thì nó chỉ cần đưa lên đến gần gần những cái mức đỉnh cao nhất thôi. Đấy. Rồi nó xuống. Thế là đủ để những cái người mà trên này là thoát rồi đúng không? Nên là thị trường không phải lúc nào nó cũng phải đẩy qua bạn nhé, các bạn hiểu không? Không phải lúc nào cũng cần phải đẩy qua cái này để quét stop loss. Nó chỉ trong nhiều trường hợp nó chỉ đẩy như vậy thôi. Nó chưa cần đến chạm đến cái mức mà bạn đặt N là bạn đã sợ hãi bạn thoát ra rồi. Đúng không? Thực tế chắc chắn là bạn sẽ rơi vào những trường hợp như vậy. Đúng không? Sau khi quét nhé. Quét xong cái của phiên Mỹ này. Đây, nên nó dọa phiên Âu này, này nó đi xuống. Có thể lắm chứ, có thể nó sẽ đẩy như này đúng không? Rồi nó đẩy tiếp lên đây, phá hẳn như này sao? Ai biết được đúng không? Cái đấy thì thị trường nó trả lời cho mình chứ bây giờ mình không thể biết được là giá nó sẽ đi về đâu. Cái đấy là việc của thị trường. Nhưng mình biết là trên thị trường bây giờ là đang ai đang có lợi thế, ai đang có tiền. Và cái đấy thì có thể là mục tiêu tiếp theo. Đây đúng không? Những người mà mua ở đầu cái phiên Á sáng nay đúng không? Đây. Là những người đang có lợi thế, đang có tiền này. Thì mình sẽ đặt câu hỏi này. Đầu tiên mình biết là ai đang có lợi thế đúng không? Giá nó có về đây không? Hoặc là giá nó về đây không? Những người mua ở đáy này. Đáy của phiên hôm qua đúng không? Thì tiền đấy. Đây chính là tiền đấy đúng không? Money đang ở đây đúng không? Những người này được ăn miễn phí này đúng không? Những người này cũng được ăn miễn phí này. Thì có thể lắm chứ. Giá nó nếu mà giá nó đi như này, nó đi xuống nó quét. Rồi, quét là những người này mất tiền. Hồi nãy rồi xuống quét nữa rồi sao, đúng không? Lại lấy tiền những người này. Tại vì thị trường này các bạn hiểu thị trường này nó luôn luôn vận hành theo kiểu này đi quét stop ấy. Tiền ở đâu là tiền ở đâu thì giá ở đấy. Tiền ở đâu thì giá sẽ chạy lên đấy để lấy tiền. Sau khi lấy tiền rồi thì nó lại set up lại. Ví dụ nhé, sau khi lấy tiền nhé, tương lai thì như này, nó giảm xuống đúng không? Thì những người bán được ở trên này thì lại đang có tiền đúng không? Đấy, sau khi giết được những cái ông mà mua ở đây rồi thì nó có thể quay trở lại, nó lại lấy tiền của những ông mà đã bán trước đó đúng không? Đấy, thế là cách vận hành của thị trường. Các bạn hiểu được cái giá mà nó có mục tiêu tiếp theo của nó ở đâu ấy, và khi nào mà nó đảo chiều dùng cái bẫy giá, phương pháp bẫy giá của mình ấy, mình giới thiệu trong những video trước rồi đấy, thì các bạn hiểu là tại sao thị trường này mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại, cái thị trường này là không có bữa trưa miễn phí, nó là như vậy. Ok, hôm nay mình làm một cái video rất là ngẫu hứng thôi và ngắn thôi để chia sẻ cho các bạn cái tư duy là không có bữa trưa miễn phí trong giao dịch, nó là như thế nào, cách nó vận hành thị trường này dựa trên cái câu của mình nói.
nó là như thế nào đúng không? Thì các bạn cứ backtest lại ấy, hoặc là xem lại cái biểu đồ của bạn, xem những cái gì mình trình bày nó có hợp lý không, có chính xác không. Nếu mà nó các bạn thấy nó có giá trị thì các bạn hãy hãy sử dụng cái tư duy với cái phương pháp giao dịch ấy. Đấy. Tư duy phương pháp giao dịch, mỗi người có một cái phương pháp giao dịch hay phương pháp giao dịch khác nhau. Như mình theo mình nghĩ ấy, thì cái sự thật của thị trường này nó chỉ có một thôi, mà nếu mà mình biết hiểu cái sự thật, cái mục đích của thị trường này thì mình sẽ, đấy là cái lợi thế của mình khi mình tham gia giao dịch đúng không. Mình biết mình đang mua ở đâu, đang bán ở đâu, mình vùng mua vùng bán của mình nó có phải là đang trong một cái bẫy không, hay là mình đã xác định được cái bẫy rồi và mình dùng cái bẫy đấy làm lợi thế cho mình khi mình giao dịch. Giống kiểu khi mà tất cả những con mồi bị nhốt vào bẫy đúng không, bạn nhìn thấy cái điều đấy nó xảy ra, sau đó bạn nhìn thấy là market nó đang, hoặc là những cái người thợ săn ấy, thú ăn thịt, nó đang ăn thịt những con mồi trong cái bẫy, thì lúc đấy bạn mới nhảy vào đúng không. Nghe có vẻ hơi ác đúng không, nhưng mà đấy nó chính là cách mà bạn có thể tồn tại trên thị trường. Bạn phải hiểu được cái đằng sau, cái mục đích tối cao của cái thị trường này là gì, thì bạn mới có thể là nhìn thấy được những cái cơ hội để bạn kiếm tiền trên thị trường. Bạn mới nhìn thấy được những cái bẫy nó đang giăng ra ấy, cho những nhà giao dịch theo xu hướng, cho những nhà giao dịch theo cái phong cách là break out tham gia trên thị trường. Chỉ khi nào những cái nhà giao dịch đấy bị bẫy, những con mồi ấy bị nhốt vào trong cái bẫy rồi, và đến thời gian mà thị trường nó phải thịt những cái họ, thì lúc đấy thì họ bạn mới có thực sự có cơ hội tốt để bạn giao dịch. Cái video của mình cũng hôm nay là chắc là ngắn hơn mọi hôm, nhưng mà mình nghĩ là cũng đủ dài để cung cấp cho các bạn một cái góc nhìn mới về cái thị trường. Hy vọng là bạn nào có duyên thì xem được cái video của mình và hiểu được cái tư duy giao dịch của mình, để bạn có thể là hoàn thiện hơn cái phương pháp giao dịch của bạn, giúp bạn có thể có lợi nhuận. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Mình là Michael.